Tài lộc của 12 con giáp năm 2021, ai được thần tài chiếu cố, tiền không đếm xuể. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của năm 2020 và chẳng bao lâu nữa, năm Tân Sửu 2021 sẽ chính thức bắt đầu. Đứng trước thềm năm mới, có rất nhiều con giáp đang băn khoăn liệu vận mệnh tương lai của mình sẽ ra sao? Liệu rằng mình có được giàu sang, sung túc hay sẽ vướng phải những vận xui, điềm rủi, tai họa triền miên? Trong năm mới thì ai ai cũng mong muốn công việc thăng tiến, đầu tư và kinh doanh phát triển, tài lộc ầm ầm kéo đến, tiền tiêu không xuể. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận trình tài lộc của các con giáp trong năm 2021. Trong thời điểm này, sẽ có một con giáp nhận được may mắn sự chiếu cố của thần tài. Tuy nhiên, lại có một con giáp làm gì cũng thất bại, tiền bạc tan biến, thậm chí là tán gia, bại sản. Để có thể tìm hiểu chi tiết hơn thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Một tuổi Tý. Xin chúc mừng người tuổi Tý bởi theo tử vi tuổi Tý 2021, nhờ công việc có nhiều bước đột phá mà tài vận của bản mệnh cũng gia tăng. Tin rằng bạn chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không lo thiếu tiền xài. Bản mệnh nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công dồn sức cho một việc, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn là phân tán chú ý. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hãy có một khoản dự phòng để đề phòng tình huống bất chắc, gây áp lực về tài chính. Những người muốn phát tài bất ngờ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và lý trí khi đưa ra quyết định. Có như vậy thì sẽ giảm bớt được những thiệt hại không đáng có về tiền của. 2. Tuổi Sửu. Xem tài lộc 12 con giáp năm 2021, trong năm đương đầu với Thái Tuế, tài lộc của tuổi Sửu có biến động khá lớn, trồi sụt thất thường. Có khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn hơn so với năm vừa qua. Vì thế, trong thời điểm này, bạn hãy cân nhắc kỹ càng trước khi đưa đến quyết định, đồng thời luôn có kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Bên cạnh đó, Tuế can lộ xuất thực thần báo hiệu tuổi Sửu có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống, đời sống tinh thần phong phú hơn trước, đồng nghĩa với việc tăng chi phí để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Bản mệnh cần kiềm chế bản thân mình, chi phí cho những việc không cần thiết, đồng thời tự tạo động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Người làm đầu tư kinh doanh cũng cần kiên định với mục tiêu của mình, không lung lay vì lời bàn ra tán vào của người khác. Có thể khó khăn sẽ ập đến bất cứ lúc nào, nhưng nếu không bỏ cuộc thì bạn sẽ đạt tới bước ngoặt cải thiện vận thế. 3. Tuổi Dần. So với năm trước, tuổi Dần có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tuy nhiên, tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện. Muốn có được điều đó đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Cần chú ý, bạn mệnh nên lấy chính tài làm chủ, tập trung vào công việc chính, không nên chân trong chân ngoài. Quá nhiều việc, cả việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian, vừa tốn sức lực. Năm nay, quan hệ xã giao của bản mệnh cũng phát triển tốt. Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên, tử vi có nói bản mệnh sẽ kém may mắn về các hạng mục đầu tư như bất động sản hay giao dịch cổ phiếu, chứng khoán. Dù trong năm được đánh giá là khá may mắn, nhưng bản mệnh vẫn cần hết sức thận trọng khi tham gia thị trường, kẻo thua lỗ nghiêm trọng. Tuổi Mão. Theo tử vi 2021, hầu như nguồn thu nhập chính của người tuổi Mão không biến động mạnh do ảnh hưởng khách quan của thời vận nói chung, do bản thân chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm nói riêng.
Đa số họ thỏa mãn với mức sống hiện tại nên chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân chứ không muốn cố gắng nhiều. Do đó, khoản tiền bạn kiếm được chỉ đủ ăn, đủ tiêu chứ không dư giả quá nhiều. Một số người làm nghề tay trái có nguồn thu nhập phụ tăng nên nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức, đòi hỏi bản mệnh cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. 5. Tuổi Thìn. Trong năm 2021, pha Thái Tuế mang điềm báo về sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, khiến con đường kiếm tiền, làm giàu của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những khó khăn do điều kiện khách quan mang lại, chớ vì thế mà vội đầu hàng khiến tài lộc thực sự sụt giảm. Tử vi tuổi Thìn 2021 cho thấy tài vận trong năm kém sắc, kiếm tiền khó khăn, thậm chí một số tư nhân rơi vào tình trạng phá sản, lãi không bù được lỗ, căn lỗ liên miên. Cơ hội việc làm đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Do đó bạn cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không nên thay đổi vị trí công việc. Người tuổi Thìn phải đối diện với nguy cơ phá tài, thu nhập từ nhiều nguồn giảm sút, áp lực kinh tế khá lớn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn, nợ nần. Thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên quan đến pháp luật, cần cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi trước mắt mà vướng họa lao tù. 6. Tuổi Tỵ. Theo tử vi tuổi Tỵ 2021, năm Tân Sửu có thể nói là một năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tỵ trên phương diện tài lộc. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương, chấp hành tốt, quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương, thăng chức, cải thiện cuộc sống. Người làm chủ, làm tư thì mua may, bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cả năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, có thời điểm hung tinh tác động mạnh về tinh thần, bản mệnh suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Ngoài ra, đây là năm cuối gặp hạn tam tai 2021, bản mệnh có thể vướng vào vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật nếu nảy sinh ý đồ làm ăn bất chính. Hãy xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, chớ nghe theo lời rủi rê, xúi dục của người khác, kẻo đến lúc tiền mất, tật mang. 7. Tuổi Ngọ. Lộ trình cầu tài của người tuổi Ngọ gặp không ít trở ngại, khó khăn, áp lực kinh tế ngày càng gia tăng vì bạn là con giáp phạm Thái Tuế 2021. Tuy nhiên, theo tử vi, tiền vào túi của tuổi Ngọ bất chấp Thái Tuế kìm kẹp, bản mệnh trở nên vì vậy mà nản chí. Bởi dưới sự hỗ trợ của các thần chính tài cũng như đại cát tinh tử vi, con đường kiếm tiền, làm giàu của bản mệnh tuy có vất vả và căng thẳng nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Tuổi Ngọ làm được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít có cơ hội phát tài bất ngờ. Bạn tự làm, tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Vì thế hãy xác định, tinh thần, làm gì cũng dựa vào sức của chính mình. Tích cực, chủ động, không nên trông chờ vào người khác, kẻo lỡ mất thời cơ tốt. Nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng, đồng thời nếu làm thêm nghề tay trái, các nguồn thu phụ cũng sẽ nhích nhẹ. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường. Chỉ cần bạn luôn nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người kinh doanh buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Tuổi Mùi. Theo tử vi, người tuổi Mùi gặp không ít trở ngại, mất mát, ngoài ý muốn trong lĩnh vực tài lộc. Xung quanh Thái Tuế mang theo hung hiểm và xui xẻo, khiến việc kiếm tiền của bạn khó khăn. Tiền vào cửa trước, ra cửa sau, áp lực kinh tế lớn, chi tiêu khá eo hẹp, cần lấy tích lũy làm trọng. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo xui hỏng, bỏng không. Người làm đầu tư, kinh doanh tốt nhất nên chú trọng phát triển ở những lĩnh vực mà mình đã quen thuộc. Người làm công ăn lương hay những ai chỉ có nguồn thu nhập chính sẽ ít chịu tác động của tình hình chung. Bạn vẫn có cơ hội cải thiện tình hình tài chính của mình nếu sắp xếp thời gian khoa học, mạnh dạn đưa ra ý kiến của cá nhân để xây dựng, phát triển tập thể. Đồng thời, trong năm nay, dưới tác động của đại hao, bản mệnh cần tránh lười nhác, thiếu kế hoạch, mục tiêu tài chính rõ ràng hoặc tiêu xài lãng phí chỉ để thỏa mãn, hưởng thụ bản thân. 9. Tuổi Thân. Theo tử vi tuổi Thân 2021, công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của bản mệnh ngày được củng cố và ổn định. Có điều, ổn định sẽ khó có được sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức của mình. Hơn nữa, kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, thương trường như chiến trường.
người tuổi Thân cần hết sức cẩn trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nhưng đối thủ hoặc kẻ xấu bộ có thể cản trở bạn bất cứ lúc nào. Nhưng xét về mặt tích cực, bạn cũng nhờ thế mà trở nên cố gắng, quyết tâm hơn, phát huy được tiềm năng của mình. Với những người đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, bạn chỉ nên đầu tư với khoản tiền vừa phải, tránh tình trạng dồn dập, hùn vốn, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất, tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Với những người làm ăn kinh doanh thì gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường. Chính sách thay đổi liên tục, làm ăn dễ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời. Bạn cần kiên nhẫn khi bắt đầu bắt tay vào công việc, đồng thời linh hoạt, nhạy bén để điều chỉnh kế hoạch của mình cho kịp thời, phù hợp với xu thế. Người tuổi Dậu. Đời sống vật chất của người tuổi Dậu nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Trong năm 2021, do được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền làm giàu không còn khó khăn, trái lại xuất hiện nhiều cơ hội mới. Quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng, đặc biệt là người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ tin tưởng vào bản thân mình hơn. Chớ trộm, chớ nên chần chừ do dự kẻo cơ hội rơi vào tay người khác. 11. Tuổi Tuất. Tình hình tài chính của người tuổi Tuất có nhiều biến động trong năm Tân Sửu. Vận trình lúc thăng khi trầm, được mất đan xen, khó mà có khoản dư để tích lũy. Về cơ bản, người làm công ăn lương ít bị tác động bởi cục diện, tình hình hơn là người làm tư, làm chủ bởi nguồn thu nhập chính mà vẫn không thấy thay đổi nhiều. Bạn cần tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh để xảy ra sai sót không đáng có, phải dùng túi tiền để đền bù. Kinh doanh khó khăn nhất là lĩnh vực liên quan đến ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí. Đầu tư về rủi ro về bất động sản, chứng khoán hay các khoản lãi vay lại có kiếp tài và thương quan, mang họa, hao tổn tiền bạc, tác động, bản mệnh cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định, kẻo lại mất tiền oan. 12. Tuổi Hợi. Xét về tổng thể tử vi tuổi Hợi 2021 về tài lộc có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Thu nhập chính hầu như khó tăng, nhất là ở những nhóm người làm công ăn lương. Đa số mọi người không nuôi tham vọng làm giàu nên chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, không đóng góp quá lớn cho sự phát triển của tập thể, khó lọt vào mắt xanh của những người làm lãnh đạo. Ngược lại, nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ. Có dịch mã động tình xuất hiện theo sự thay đổi linh hoạt, chỉ cần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao độ, tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ, nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.